Thì xin phép giới thiệu với mọi người một cái về hình ảnh về mặt trận Cao Bằng. Ngoài những cái ảnh của Trung Quốc thì không nói, thì những cái ảnh của ta chủ yếu là được được lấy từ cuốn này. Bác này là phóng viên chiến trường và đây cũng là một câu chuyện khá là may mắn. Đấy là khi mà ngày 18 mà cái đại đội của ta tiêu diệt được cái đoàn xe tăng thì bác này lại có mặt ở gần đấy và lập tức là tranh thủ để chụp được. Thành ra thì có thể nói là cái trận đấy là một và cái vụ tù binh là hai. Đấy là hai cái chiến thắng về mặt tuyên truyền rất lớn của ta, mà mặc dù là mang tính may mắn cũng khá là nhiều. Xin phép giới thiệu với mọi người. Làm sao để cái slide nó tự chạy nhỉ? Anh ấn nick trên Không, chụp ý anh là họ. không muốn, không muốn. Thể phân tích ảnh một chút. Là phía Trung Quốc đúng Đây là phía Trung Quốc, không? Ừ. đây ảnh Bắc của Bộ Trung Quốc. Phan. Đây là chỗ thủy khẩu này. Đây chính là cái chỗ hướng thủy khẩu để Đường sang. lâm nghiệp à? Không, À nó là không, cửa cửa khẩu, cửa khẩu, khẩu, đang cửa khẩu hướng Tà đi Lùng đây, cửa khẩu này. Ta lùng lại làm gì có chứ tăng nhỉ? có xe tăng này. Anh tưởng thì Nó có một một trung đoàn bộ binh ấy. không, trung đoàn Đúng trả lĩnh, ý anh là đây hướng là lối đi. hướng hướng Trà Lĩnh. Hướng Trà Lĩnh là một trung đoàn. Đúng một đối diện 677 trả lĩnh. Đây Tà Lùng là cái Thì khẩu khẩu là cho Tà biên Lùng, giới đông là dân hướng này này. Đây đúng rồi, thủy nằm khẩu giữa đường đánh khe lên đi vào đông khe đúng không? nó. Tức là sau khi 567 phải rút thì cũng bắt cầu cao này đúng không? Không, nó đây không không chính xác thế này. Chính xác là nó bây giờ cái đường thì Có nó đường làm về phía phía bắc sông rồi, nhưng mà lúc cái thời điểm 579 thì cái đường nó chạy phía nam sông, cho nên là nó phải bắc cầu phao, nó vượt sông ở đây để nó đánh sang Tà Lùng. Thì đánh cái chỗ đánh là cái khu vực đây, cái nó đánh cái vào cái khu vực ngã ba của ta ở đây. Thì ta giữ được ở đây khoảng 4 ngày, nhưng mà đến lúc nó đưa thêm một sư đoàn dự bị vào thì trung đoàn 567 của ta phải rút về và giữ cái hướng đèo Khao Chỉa này. Thì phía Trung Quốc là sau đấy là cái con đường chuyển quân là từ đây đi qua thủy khẩu Tà Lùng này, xong đến đây và đi xuống Đông Khê và đi về Dẻo Cao Bằng. Thì đây là một cái hình ảnh nó khá là đặc trưng của Trung Quốc thời đó, tức là vì thiếu những cái phương tiện chở quân cho nên là lính bộ binh phải ngồi trên xe tăng để đánh. Và chính vì thế cho nên là trong quá trình hành quân là hại của bộ binh Trung Quốc là cũng tương đối, vì Xe tăng bắn cháy xe tăng, ngoài xe tăng bị bắn cháy thì đơn giản, nhiều rồi khi là ngã chỉ cần bài bắn một ngang băng AK vào thì là đã có quả thể tên nhầm vào là trúng mấy ông ngồi trên. vẫn xa cả Thì tính ngay bây giờ hồi quan trọng trong tất khi mà tấn công thì cái đội hình của Trung Quốc dùng là, tức là ví dụ một tiểu đoàn xe tăng thì cái đại đội đi đầu là đại đội chỉ có xe không để tấn công đột phá, và các cái đại đội sau là sẽ chở theo bộ binh thế này để phát triển. Em cũng muốn hỏi một chút là cái biên chế chuẩn thì anh biên chế chuẩn của đơn vị tăng thiết giáp Trung Quốc thì mình có cái tài liệu không anh nhỉ trong giai đoạn thời kỳ này ạ? Có, nhưng mà anh có, nhưng mà cụ thể ví dụ anh muốn hỏi về cái biên chế như nào. À, em đã muốn hỏi ví dụ tỷ lệ xe tăng này, tỷ lệ bộ binh cơ giới trong đơn vị xe tăng anh, là vì xem hiểu thường bộ binh tùng thiết nó biên chế luôn vào trong đơn vị xe tăng hay là bộ binh đi bộ nó biên chế vào phối hợp lâm thời ạ? Thực ra là không không có bộ binh cơ giới, và cái bố trí, cái cách bố trí của Trung Quốc đấy là phối thuộc xe tăng vào, ví dụ phối thuộc tiểu đoàn xe tăng này cho một trung đoàn hay một sư đoàn bộ binh nào đấy, và nó sẽ cắt bộ binh từ cái đơn vị đấy ra cho ngồi lên xe để đi cùng. Trước thời điểm này thì Trung Quốc là ít nhất là trong những cái đơn vị đánh ở đây là không có bộ binh cơ giới.
Bởi vì tính ra là một trung đoàn xe tăng lúc đấy là chỉ có 10 xe bọc thép K63 thôi. Thì xe K63 này chủ yếu nó đóng vai trò là xe chỉ huy, xe thông tin, chứ nó không phải là xe chiến đấu. Thì ta cũng phải nhận định một cái, đó là bộ binh Trung Quốc và cái kinh nghiệm tác chiến hiệp đồng binh chủng kiểu này là nó cũng sẽ khá là hạn chế. Đúng, đúng, bởi vì K63 giống bên một xe quân đúng chính xác là cái kinh nghiệm nói về hiệp đồng binh chủng của Trung Quốc thì rõ ràng ở thời điểm này là họ không cao, vì ngay cả ở Triều Tiên thì họ cũng chỉ đánh bằng bộ binh là chính thôi, đánh Ấn Độ thì cũng dùng bộ binh, chứ gần như đây có lẽ đây là cái chiến dịch đầu tiên sau khi lập quốc là họ đánh hiệp đồng binh chủng đến quy mô lớn như thế này. Không quân không có. Để chúng ta sẽ về nói về cái này sau. Dạ. Giống cái núi gì của tướng giáp. Ờ, cái này thì em chịu, em không có thông tin lắm. Nó được chú thích là Cao Bằng, nhưng em không rõ về địa điểm chính xác. Cái núi voi như đấy. Còn cái bởi vì có một cái ảnh tại tướng giáp cái năm sau trận nguyên giới thì đúng một ảnh nó đi đầy ra đúng không? Anh ấy thực ra thì chắc là kiểu diễn chính. Thôi cho mình, em ý em là cái núi này. Em vừa đã tìm lại cái ảnh đấy trên trang tình hình Việt Nam. Thực ra nó là hậu Ngang Nguyên. Nhưng mà hình như là núi voi gì đấy là chỉ ta có bằng ấy. Có phải là chụp ngay thời điểm đi quan sát không? Tức là đúng lúc anh bức ảnh thì các bạn ảnh ấy nó đẹp. Nhìn rất là phong cách các thứ. Anh này thì cũng diễn thôi. Cái quyển của cái bác là chiến viên lên 579 là mình đặt scan lại được hết thì chưa chưa. Có kia là 676 ly đúng không? 57. Đáp đi. Thì sao thì này cho nó đứng người chỉ thôi. Ảnh của ta thì nói thật là cũng mang cái tính chất diễn nhiều quá. Chỉ là ví dụ cùng ba ông nhìn hai cái ảnh biết là cùng một nhóm và cùng chụp một chỗ nhưng mà nhiều nơi dành nhiều nơi. Cái ảnh trên cùng đấy là có một lần em nhớ là chủ tích của nó là khi mình kiểu đưa quân lên để gọi tiếp quản đúng không? Ảnh cao bằng 3 km cái giai đoạn sau. Tại vì thực ra là mình không có chiếm lại, cho nên là ở Trung Quốc rút đến đâu thì mình vào đấy. Tiếp quản đến đấy. Thực ra cái từ tiếp quản thì nó cũng hơi kiểu nghe hơi đúng, kiểu hơi ức chế em tí. Giống như kiểu là bây giờ có thằng nó giật điện thoại của bạn, xong rồi nó giật ví của bạn, nó lấy hết tiền rồi. Xong nó thả cái ví lại thì bạn nhặt lại và lấy lại được giấy tờ chẳng hạn. Chứ còn nếu mà bạn đuổi theo, bạn đấm nó, bạn cướp lại cái gì đấy thì nó là câu chuyện khác. Cái ảnh này có nên là khá hay. Đây là cái trận mà ta phục kích được và sau đấy thì có phóng viên đi qua, đúng là nếu mà về cái hiệu ứng tuyên truyền thì phải nói là cái bộ ảnh rất là ấn tượng. Trong số cái đại đội đấy thì ta có thu được một xe, nhưng mà vì không có người lái cho nên là sau thì phải phá. Thực ra là có các cái chuyện ký của ta thì có kể chuyện là sau đấy thì là dân quân người ta lái cái xe này đi xong rồi đánh các thứ rất là, nhưng mà nghi là cái này mang tính tuyên truyền nhiều hơn. Ví dụ như có một chi tiết là kể chuyện kíp lái là 5 người, mình đoán là chắc là kiểu các ông chỉ nghe mỗi cái bài hát là thành ra là cho hết thành 5. Cái xe này thì cũng nó cũng có một câu chuyện khá là đặc biệt.
Tức là đây là cái xe trên cái hướng từ Đông Khê nó đi về, nó phát triển về thị xã Cao Bằng. Thì khi mà nó tấn công thì có đúng cái xe này nó qua được trận địa của ta, còn lại cái đội hình phía sau là bị chặn, cho nên là cái xe này chạy một mạch vào trong thị xã, xong rồi cuối cùng là cái lúc lúc này thì là Trung Quốc chưa chiếm được thị xã, cho nên là sau cái xe nó hết đạn rồi bị ta vây, là sau là bị phá hủy. Đúng quá. Thì cái xe xe bị phá hủy, còn hai lính tăng chết và hai lính tăng bị bắt làm tù binh. Thì sau này khi Trung Quốc chiếm được thị xã Cao Bằng thì họ thấy cái xác xe này, thì đầu tiên thì chỉ huy đơn vị này cứ nghĩ là xe kiểu chiến đấu anh dũng một mình trong lòng địch hy sinh, cho nên là đề nghị là cấp trên phong anh hùng, thậm chí là cử cả phóng viên xuống để chụp ảnh quay phim thử lập hồ sơ ngon lành. Nhưng mà đang lúc tiến hành thì đài phát thanh của ta là pháo thủ của xe lên nói trên đài phát thanh của ta, lên đài thì chắc là cũng kiểu tôi hối hận rồi các thứ vân vân bla bla, cho nên là sau đấy là bị xóa luôn, xóa. Mặc dù là về sau này các cựu chiến binh Trung Quốc thì họ có nhìn nhận đấy, là thực ra Nó chạy qua được nó rồi. giá đến xe này đến được như thế là cũng giỏi, và nhưng mà nó ăn cái quả là làm xấu mặt quân đội, cho nên là bị ấy thôi. Chứ còn nếu mà không lên đài nói thì có khi là kể là bị bắt vẫn có thể phong anh hùng được. Đấy, tự nhiên tháp máy bay là do ta đặt không nổ bên trong quán. Chắc là không đâu, nổ, bởi vì bắn em hết đạn rồi mà. tưởng là bắn hay nó bay sao. Không, đây là bắn hết đạn Cái thông tin là rồi. xe này bị diệt như Ok nào nó chị cũng rất rồi. là, Bắn bay sao. nó cũng nhiều hơi hơi nhiều thông tin mâu thuẫn, nên thực sự mình cũng Vấn chắc đề là là nếu bắn được của ta sao phải dùng vũ khí đấy. có Nếu mà bắn tháp nguồn. pháo thì có khi mấy ông kia chết rồi. Thực Thế ra là tao không có xe. có nguồn thì nói là ta dùng cao xạ 37 bắn, có nguồn thì nói là ta bắn bằng B41. Thì Thì làm sao thông mà bay tin được cái tháp nó pháo cũng đấy chứ. khá là mâu thuẫn cho Này chắc là nhồi chứ nổ, bởi vì vừa nãy có thông tin là con này nó bắn hết đạn rồi nó mới bị vây bắt, mà nếu mà đã hết đạn rồi thì làm sao mà nổ, còn cái gì nữa đâu mà nổ nó phá được. đội này là nó bỏ xe trước, lính lái nó bỏ xe trước xong đến bắt, cho nên khả năng chắc là có thể là ta nhồi chứ nổ thật. Thế thằng nó bắt được xe chống được nó còn bắn. Mấy ông pro u lao vào khen. Đây là cái trận phục kích của đặc công. Trận này có Này lên báo này. trận này báo trận này cũng khá thành Sao công. lại làm xe Dạ. trang vậy, làm xe cái tải kia sơn sáu bảy chữ Nó là cái đoàn, nó em là cái đoàn vận tải tải mà mình chủ định là mình đánh nó. mà theo thống kê thì có 24 xe, riêng trận này là 13 xe rồi. Đấy thì trận này riêng trận này 16 xe, thành ra là 16 em đặt vấn đề là cái số mà hậu cần mà ta đánh được là rất ít, mãi đến trận này thì mới gọi là có kết quả đáng kể một tí. cũng ăn một Trung nó Quốc bỏ cũng bảo hình như ấy trận này có phải là có cái là xe cũng màu bán trắng chở gạo gì mà hình như bỏ là nó cướp được của ta, nó dùng xong rồi ta lại đánh bỏ lại đúng không? à, đấy Đánh có thông tin đấy. Cái này thì một cái mình không biết. xe qua trong đấy của mình nữa Đây thì là nó hư theo luôn. theo theo như các bác cựu binh nói thì cái xe này là nó lấy được của ta, xong nó lái đi chở gạo. Xe này tính là tính cho bên nào, trả lại cho bên nào, hơi khó Lúc 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 đấy của nó đang kiểm soát thì là của nó thôi, nhưng mà chứ vẫn vẫn tóm bị lại thua là cả mình, cả hai bên đều mất cả một hai bên xe đều đúng mất không? một xe. Nó thì chỉ có một cái xe đôi khi đòi. Đây đây chính Này là cái đội. Ra có thông tin nói là đội này là lính sơn cước các thứ, nhưng mà nếu mà theo như mình đọc thì nó cũng chỉ là bộ binh thường thôi. Nó nằm trong một loạt, tức là cả cái trung đoàn đấy nó có khoảng độ 4-5 đại đội bị đánh tiêu diệt, thì cái đại đội này là một trong những đơn vị đấy thôi, chứ nó cũng không phải là quá đặc Sơn biệt cước thì khả năng nó sẽ trang bị nó sẽ gì. hơi khác hơn một chút để nó sẽ gọn gàng hơn. Không, những điểm đặc biệt nhất theo em là chúng nó còn họp chi bộ để còn ra được nghị quyết đầu hàng thì em nghĩ cũng xưa đây hiếm ý. Cái này thì công nhận.
cái địa hình Nguyên Bình nó đây Nguyên Bình nó khá là hiểm trở, cái đường đi nó cũng độc đạo, quay đánh như thế này. Đây đúng rồi, có phải cái trận này em thấy thì em cầm vào cái chèn. Đúng rồi. Còn này cũng hay. Tù binh Trung Quốc mình sao chụp liên tiếp này là hồi đấy cái quan trọng là em thấy cái kiểu ứng. Kiểu cái tư duy chụp cái bộ này là hay, hình này ảnh rất là tốt, biểu cảm đau đớn. Bố này ví dụ bố này mà kiểu 40 năm sau lên mạng thấy ảnh mình thì chắc là cũng không được vui lắm nhá. Anh nhưng có cái ảnh y tá Trung Quốc cho tù cho thương binh bú sữa là đợt nào nhỉ? À đợt đấy là tám mấy đó, 84 trên chỗ. Có vài cái ảnh cởi chuồng bắt đạn đấy cũng tầm 84. 84. Đây là cái vũ khí của cái đại đội đấy, của cả trung đoàn đấy thì chuẩn hơn. Một đống DKZ, đống đại liên các thứ. Có cái gì đặc biệt thì đúng không? Đặc biệt á? Đặc biệt thì có lẽ là không. 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 Đúng anh. Đấy. Khổng này DKZ 82. Không, tối 120 cái đuôi này. Đúng anh. Cái viên đạn đấy hả? Đạn này chắc là đạn cối tầm 60 hoặc là 82 bình thường đấy. 20 to mà đuôi nó dài. 20 to lắm, 20 nó kiểu cái ôm. Mấy con la này cũng là chiến lợi phẩm nhá. À, có toàn văn quả nghị quyết đầu hàng của Trung Quốc ấy. Cái này chắc nghị quyết mồm thôi, còn ghi chép nữa thì ấy quá. Ông, em nghe thấy các đồng chí chính trị suốt ngày bảo là Trung Quốc quả đấy còn có cả thư ký, còn tổ chức được cả đại hội họp được chi bộ, còn ra được nghị quyết rồi còn có biên bản nghị quyết. Chuyên gia. Anh nghĩ là kể cả có thì sau thì nó cũng đốt rồi chứ. Tội gì mà mang nộp. Em nghĩ là có thể mình có làm lại. Em nghĩ là nếu có thì là nhà mình dồn chúng nó ra viết, bắt viết lại để ngồi chế, để có tuyên truyền. Bắt ký cọt cho thử đặt màng. Cao Bằng thì có cái đặc thù là cái vùng bị chiếm nhiều, cho nên là cái thiệt hại về dân cũng nhiều. Có nhiều những cái câu chuyện như kiểu là dân trốn lên núi xong rồi chết đói xong rồi bệnh cũng nhiều, nhất là phụ nữ trẻ em. Trung Quốc nó có đặt cái mục tiêu là phá hoại tiềm lực, cho nên đấy là những cái vùng mà nó chiếm được là phá sạch. Nhưng mà về vấn đề dân ở trên khu vực Cao Bằng, trên chiến trường Cao Bằng ấy, thì bọn Trung Quốc nó có chính sách chủ động đi săn giết người dân, hay là có một cái là cố tình gây ra tội ác chiến tranh và cái có hệ thống, hay là chỉ là không, phát sinh được. Thực ra thì theo anh thì nó không dạy gì mà nó chủ động đi tìm diệt dân cả. Nhất là nó có một cái nó giống mình, đấy là cái nó rất là đề cao cái yếu tố dân vận. Chỉ có đương nhiên là cái tội ác thì nhiều. Thực ra cái chuyện đánh nhau không có những cái đơn vị nó không kiểm soát được, đánh thiệt hại nhiều nặng nó quay ra nó giết dân thì là chuyện bình thường thôi. Trong những cái bài báo của Trung Quốc anh đọc thì có những câu chuyện như này, tức là ví dụ lính Trung Quốc nó tìm thấy một cái cô người dân tộc bị thương, nó băng bó rồi nó cho ăn cho uống các thứ, nó cõng. Rồi nó cõng về, nhưng mà kiểu vừa cõng lên phát thì cô này cho luôn một dao vào lưng. Thì đương nhiên là những cái thằng mà nó gặp tình huống thế thì nó sẽ cay cú và nó tìm cách nó trả thù thôi. Thì cũng không tránh được, nhưng mà anh nghĩ là cái gọi là chủ trương tàn sát thì không có. Cái này thực ra thì có rất nhiều người nói là ví dụ như nó vào rồi nó còn
niêm phong nhà cửa rồi nó dán khẩu hiệu các thứ vân vân. Tất nhiên là nó tuyên truyền nhưng mà tổng thể chung thì mình nghĩ là bản nó thân nó cũng gì nó gì cũng là cái thằng nó muốn xây dựng hình ảnh, cho nên là nó không tội gì để nó để chủ trương như thế cả. Của đấy là nó chiếm được cái tĩnh túc thì hình như chưa, tĩnh túc là mình giữ được, mình cũng giữ được. Không có cái này phá hỏi tại sao đánh nó chỉ nó sống từ lên dần trở đi nhưng mà nó vẫn phá hàng phá từng các mác thứ.